Hỏi ngược các bạn trên thế giới, bạn và cha bạn ai có trước? Mà làm bộ chứ mà đâu có khùng mà hỏi cái điều đó. Đâu có khùng mà hỏi cái điều đó, ai có trước? Chỉ có một đời người ngắn ngủi, chúng ta phải trân trọng sự sống. Chúng ta phải hiểu về sinh quan và ngạc vũ trụ học này. Chúng ta sinh ra phải có thầy cô, cha mẹ, sự giáo dục. Đó là cảm ơn họ đã cho ta một tri thức. Mà học mà không tâm thì chỉ là ngoại đạo của tâm, trở về với cuộc sống bình thường. Thì giống như nãy có nói là thế giới chúng ta cứ thừa nhận không bình thường không? Không bình thường. Trời đất sẽ ra vàng vạt, chúng ta không thích đau khổ, không thích chết chóc đau khổ này. Thì thế giới chúng ta không bình thường. Bởi tu là trở về sự bình trị bệnh đó. Đã thông kinh mạch của mình đó, đó là trị bệnh được. Tọa thiền ví dụ nó cái gì cái này luôn, mình ví dụ về tọa thiền luôn. Bởi vì trong hồi nhỏ có người kia bà kêu bằng chân miệng mới sớm, cái tay nó bẻ déo vô vậy nè, con tay bẻ vô vậy đụng mình bẻ đau không chết màu. Thì trời đất sanh con người ra có một sự bẩm sinh, Đức Phật thì ngồi kiết già, thì cái lời bẩm sinh của Đức Phật. Rồi chúng ta bắt chước theo đau dò lắm, thì trong đó là Phật mới gắn chéo đau gắn kéo giữ bắt chước cho Đức Phật. Nhưng mà vậy cũng tốt đi, luyện lâu ngày thì cũng được, nhưng mà đó là về một sự ép sát. Tọa thiền là bất cứ tư thế nào chúng ta thả lỏng ra, chéo già hay ngồi bất cứ hình nào thả lỏng cơ thể để tâm chúng ta thanh tịnh, như dòng sông đang cuộn chảy ồ ạt, sống chúng ta tịnh như dòng nước vậy đó, tâm chúng ta mới khai mở được. Bất cứ hình thức nào cũng vậy, thả lỏng tất cả toàn thân, tha thứ cho chính mình, người khác, mọi hoạt niệm không xâm tập chúng ta được. Nhưng trong cái đạo Phật thì bắt chước Đức Phật thôi, nhưng mà bất cứ Phật có những cái bẩm sinh lạ hơn chúng ta, dò kéo chúng ta bắt chước đâu. Cái câu cũng hay, từ bi là vũ khí tốt nhất cho chính bạn, nếu chúng ta không có lòng này chúng ta đau khổ. Đó là chuyện này đứa ra làm được, chuyện nhỏ không ai làm được. Bởi bổn đạo thì đông, thiền mo chạy chánh đại, gọi là duyên tịch, không có nghĩa là chết. Bởi vì sanh không có nghĩa là tồn tại, tử không có nghĩa là kết thúc. Đó là sinh quan vạn vật học của vũ trụ. Giống như một chiếc lá mà một mầm non mới nhú lên, thì đó là sự sống mới bắt đầu. Mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục quán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Hôm nay tiếp tục vô nhà anh Tèo cô chú chị. Thì nông dân mấy cái clip trước thì nông dân cũng đã chia sẻ. Đây là nhà của anh Tèo. Anh cũng sống ở trọ ở đây. Trọ mình tháng thì cũng 300, điện nước đâu thì cũng 400 mấy 500. Hiện tại anh Tèo đang sống với mấy chú mèo nè. Thì mèo quang lấy vô khi 4-5 con, 6-7 con ra vô đi vậy đó. Khi còn 1-2 con, bố nó đẻ ra. Cũng vàng quá. À, ở trên ngôi thờ cúng đó là có đức thầy nè. Và thì anh Tèo cũng thờ ở bên thầy nha. Còn sau lưng của anh Tèo đó là anh thấy hình như là kỳ lân của anh Tèo. Cái nào? Ngựa. À, cái đó có ngựa. Ngựa hả kỳ lân anh Tèo? Ngựa. Cái đó là những cái án mặt hay là những cái chữ anh Tèo? Chữ vẽ ở dưới là có cái ấn đóng vô, giống như tự mình sáng tác đưa ra, vẽ ra. Giống như đây là cái con ngựa đỏ, như là mình để là hồng mã độc cô, đáo dạng nhiên trường, đại cát thành công, thị sự thiên thu. Thì hồng mã thì giống như bản thân hoàn cảnh của mình, độc mã thôi. Nhưng mà thật sự sao không nói con ngựa ô mà nói con ngựa hồng. Thì giống như đó là giống như cá chép vượt vũ môn quan, giống như hoàn cảnh khắc nghiệt khó khăn này, tự giống như nói là cảm ơn ai đây nghịch cảnh cho mình. Thì cũng như mình tự phấn đấu về dương lên, không đầu hàng cho số phận. Tức nghĩa là trên đời là không có con ngựa hồng được. Tượng cho hồng mã là một sự hiếm có, một sự khó, không có thật. Cũng như cái chép mà quá long để vượt vũ môn quan, giống lại chiến đấu với cuộc sống và gắt vui tươi với cuộc đời bất hạnh khổ ải của mình, không quán trách cho ai hết. Đó là hồng mã độc cô. Dạ. Cái clip trước là em có nghe anh chia sẻ là anh đã từng nhận nhập một con đường game. Nhưng mà anh đã chết trên cái bàn game, anh có thể nào anh chia sẻ cho em được biết. Dạ, nếu mà nói về chơi con đường game thì mình kể luôn về giống trong bộ phim Tàu giống thịt luôn. Cái gì cũng sinh quan dằn vặt vũ trụ đều có duyên. Ví dụ mình phải kể vô trong bộ phim nào quên là ông này dẫn như quýnh một nước cờ tiên. Cái vụ ông này vào đó, vừa bóc một con cờ thì nó người đã thua hay sao vậy? Ở ngoài Trần gian hôm nay đã mấy mươi năm mới trời mới bóc một con cờ sao mà dữ vậy? Thì trên bàn game nó sẽ thu ngắn người ta bằng cái não quan như một thế giới vậy đó. Bởi vì hồi đó chơi game điện tử 4-5 giờ, 6 giờ can chạy vô chơi máy. Chơi vô lâm truyền kỳ lúc đó nổi tiếng ghiền lắm. Làm mới 2-3 cái nhiệm vụ rồi, cái hỏi mấy giờ rồi? 12 giờ chết mồi, 12 giờ máu vậy, đói bụng. Cái xe qua làm nhiệm vụ cái xe không mấy giờ, 6 giờ chiều gì đó hả? Cái mình chơi sức khỏe suy kiệt mà mình không hay được. Đôi khi chết luôn. Bởi vì trên đài trên mạng có thể có cái đồn, có người chết thiệt là có thật, mình cảm nhận được. Khi đang chơi gục xỉu như buồn gió mặn đi luôn rồi. Giống như kỳ lắm. Rồi
sống vậy. Thì cái trường hợp mà mình mới được sanh tử như một sợi tơ, đôi khi trong trường hợp đi đám cưới nó uống một ly rượu vô, cái đi tiểu cái tối mặt biết mình chết luôn, chắc mình không hên là mình trải qua sống chết nhiều lần. Như cuộc đời giống như tơ chỉ thôi, tỉnh nhẹ đi, không có gì để cứu được, mình giật tay vô tường, đừng ai đụng, đụng kêu nhẹ cũng phải chết, biết mình đi rồi. Thường nói trong bụng đằng này không có hên, không hên chết chết. Cái tự tự sáng sống lại, thật sự đã vào cổ chết, cổ dương ra vô như nè. Bởi mình hiểu được bộ phim đó, những con người mà ta đồn xã hội đấy, đôi khi những người đã chết họ không biết đâu. Họ gục ra cái họ đi luôn. Nằm không biết gì luôn. Là cảm giác giống như vào một cảnh mộng, một thế giới. Thì giống như trong những cái bộ phim Phật pháp, những người này tu tiên mới đi tu ở đây, cái vợ nhà lập bằng thờ thờ. Về cái ủa sao bà thờ tôi vậy? Chờ tôi đi mới có mấy tháng lập thờ ở ngoài Trần gian mấy chục năm mới về. Nó cảnh tiên nó có thật, nó ví dụ bộ phim đó, tu tiên đắc đạo, cảnh thanh tịnh của mình, thời gian thoáng trôi qua. Đôi khi không biết được là có thật. Thì lúc đó mình không có tin vào cái đó, mình chưa hiểu. Nhưng chính mà chơi nghiện game này cũng là một thiện tri thức, vô tình biết được đó là các có thật. Nếu mà hỏi ai trên thế giới là những người chơi game từ hiểu biết được, thì xã hội đồn thì chết là có thật. Quên ăn quên uống chơi mấy ngày. Khi người đó chết không biết đi luôn. Trong một cảnh giới của mình đó, đang làm nhiệm vụ mê trong đó, khi cục mình cũng hay luôn, đi luôn. Thì đó là nó đồng nghĩa về tâm linh, kỳ quan là ẩn chứa một thế giới vô hình mà có thật. Nhưng thời gian của vũ trụ thì không đổi thay, nhưng linh hồn của chúng ta là có một cảnh giới. Thì giống như Phật pháp cũng vậy. Chúng ta mà nhiều người mà tu Phật pháp đến bây giờ giác ngộ đi, tôi biết giờ tôi chết đi, tôi viên tịch. Bởi vì đó chúng ta gọi là chết, là sợ hãi. Nhà Phật không phải là chết. Thì giống như con sâu tới thời kỳ nó quấn lá lại, giống như là sự tọa thiền tiến hóa thành bóm. Thì đó không phải là cái chết, gọi là tiến hóa, giống như con người vậy. Không phải là chết được, chúng ta phải ra đi một thế giới. Mặc áo cũ chúng ta mặc hoài sao, thứ mượn tạm này gọi là viên tịch, không có nghĩa là chết. Bởi vì sanh không có nghĩa là tồn tại, tử không có nghĩa là kết thúc. Đó là sinh quan dân vật học của vũ trụ. Giống như một chiếc lá mà một mầm non mới nhú lên, thì đó là sự sống, chiếc lá mới già và rụng xuống. Thì sanh không có nghĩa là tồn tại. Chiếc lá mới trôi dạt thời gian, mới mục xuống thành bùn, thành hữu cơ, chạy tiếp thăng cây, tiếp tục chổi mầm. Thì hôm nay cây này cây kia giống sự chuyển thế chúng ta, như là tử không bao giờ kết thúc. Và đối với nhà Phật không có nghĩa là chết và mất đi. Và đối với chúng ta thì chỉ biết hiện tại và trước mắt, chết và mất. Chứ sinh quan và vật vũ trụ không có gì để mất. Giống như thế giới thật của ta đó là thần thức và linh hồn, mà thế giới mà chúng ta không thấy sờ chạm được, nhưng nó đều có thật. Đó gọi là không mà tức thị sắc. Những thứ thế gian chúng ta thấy rõ hôm nay, ngày mai mới chia tay, dặn cặp đều thay đổi. Thì đó là sắc mà tức thị không. Những cái gì con người chúng ta và vật chất nó không tồn tại mãi thì đâu thể là thật được. Thì sắc mà tức thị không, không biết sắc đều giống nhau, âm dương vận chuyển, không có gì để mắc cái còn. Thì cái phần cuối cùng là do phước hạnh tu duyên đức của chúng ta mà gọi giống như một sự bất tử. Chúng ta không bao giờ mắc thì chết được, mà chúng ta không hiểu biết đó là chết thì sợ hãi, là cái tội của chúng ta thăng lâm khí đường nghiệp. Ví dụ ta làm điều gì xấu bị con ma bắt thì hết hồn rồi, chứ bắt pháp trường nó độc án, nó từ tử hình, run sợ, sợ hãi. Còn nhà Phật không phải là sợ hãi, cái chết không phải là khổ đau, không phải là mắc, mà là gọi là chúng ta tiến quá, chúng ta trở về thế giới thật của chúng ta. Giống như sinh quan vạn vật của vũ trụ này, trong các dải hành tinh ngân hà chúng ta, trái đất là đẹp nhất, có sự sống muôn màu nhất. Trái đất chính là trung tâm trường đại học và sự thí nghiệm của sự sống. Thì giống như đất trời vũ trụ tạo sự sống chúng ta, đó là một sự thí nghiệm nhưng chưa thành công. Thì nó chỉ không tồn tại, không có thật hoài thì đó là giả, chưa thành công. Thì nhà Phật gọi là đây là những thứ mượn tạm, mà tất cả chúng ta đều thi triển đó là một thần thức và linh hồn của con người điều khiển hết. Là chúng ta sẽ trở về thế giới cũ, chúng ta là thần thức bị chi phối nghiệp lực, chúng ta không thoát được. Thì giống như cái clip trước đó từng nói, cái người đó chết sao mà mình chôn đốt không đau, nếu là còn sống đâm vô ai dạ đau. Thần thức chúng ta phải già sát mượn tạm, nó chịu trách nhiệm của nhân quả. Giống như trong ác mộng vậy, chúng ta kể người ta sao không có sao biết kể được, không mà thức thì sát. Mà ác mộng nó làm cho chúng ta hết hồn về sợ hãi. Thì đó là Phật giải thích là một tiềm thức của chúng ta. Thì đồng nghĩa nhà Phật chúng ta đã hấp thụ trong vạn vật kỳ cảnh, thì thần thức chúng ta đã lưu giữ những tạp niệm. Đến lúc trong một giấc mơ giấc ngủ thì chúng ta không làm chủ được hơi thở, ra vô tự chết, giấc mơ tự có, chúng ta chỉ hết hồn. Thì đó là không biết xác, thì giống như cõi âm, cõi giới chúng ta như một giấc mộng như thế. Dù là một thần thức linh hồn không có thể xác, nhưng chúng ta cũng phải chịu chi phối của nghiệp lực, sự đau khổ như hết hồn, giống như trang như sự đau khổ đấy. Mà anh nghe nói là từ ngộ ra, từ ghi những dòng thơ đó, từ vẽ ra con ngựa đó, mà những dòng thơ đó có ý nghĩa thế nào anh có thể đọc? Tại vì em rồi, cái này là do ông già mình vẽ, còn những ý tưởng mình đưa ra. Nó là hồng mã độc cô thì cũng tượng trưng cho cái bản thân của mình.
là đáo dạng niên trường thì đi tối ngày à, làm ăn biến kế mưu sinh, giống đi lang thang tùm lum ra vậy đó, mưu sinh biến kế làm hồ hết mưa nghiệp làm cái khác, là đại cát thành công thì mọi xứ đem lòng sự yêu thương từ bi khoan dung thì lúc nào cũng đối với mình là đại cát thành công. Giống như lúc nó nghèo khổ khó khăn thì các anh tới khi trước quay cũng cho tiền, đó là đại cát thành công. Dù là hoàn cảnh nghịch cảnh này không quán trách, không đổ lỗi, nhưng mình vẫn được hạnh phúc, đó là đối với mình cũng là thành công, là đại cát, là cái hên may mắn, đó là sự thật. Rồi hỷ sự thiên thu, tức nghĩa là trong cuộc sống đích thực là ai nói này sướng ngoài sướng, mày thấy vui vẻ, hoàn cảnh tối tăm này mà chưa từng mà quán trách cho số phận đổi thừa cho cha mẹ sao đó, ăn nó thì sướng mà tưởng nó không biết gì. Hỷ sự thiên thu, giờ chưa bây giờ hắn nhìn vô thấy mình có sự đau khổ thì đó là nhà Phật của mình. Mà thực sự ấy ăn nói này sướng có khỏe quá mà hoàn cảnh này cái nghiệp của mình, giống như nói hãy cảm ơn em đây mịch cảnh, đó là lý trí sống của con người. Thì mọi sự hiểu biết có được chúng ta thì những con đường đạo Phật chúng ta mới giải thoát thật sự được, chúng ta mới thấy hạnh phúc được. Yeah. Đó là đích thực của chân lý. Dạ, yeah. Mà con Tèo nè, con người mình khi chết sẽ đi về đâu anh Tèo? Cái câu này thì rất là nghĩa, con người mình chết đi đâu thì Đức Phật á mới nói là cái cây ngã hướng nào đi hướng đó, rồi giải thích kỹ luôn. Yeah. Như mình chết đi về đâu thì giống như mình làm cái gì mình biết hết trơn à. Ví dụ các anh đã đến đây biết làm cái gì rồi, dạng thôi mình về nhà chứ về đâu, biết cái mục đích đến và mục đích về. Còn chết đi về đâu thì theo Đức Phật là dạng vật thì hữu duyên thôi, nhân quả tương quan. Ví dụ như chúng ta mình nói, bàn tính đây có tiền vàng đi thì cảnh địa ngục sẽ mở ra, chúng ta sẽ dày xiền, và chúng ta nếu mà hành động thật thì phải có chi nã bắt chúng ta để vào địa ngục đó, để cho nhân quả nó tạo ra chiêu cảm cảnh giới thì chúng ta mới thay đổi. Hồi mà cái nói xấu công an bắt chúng ta dẹp cái định này, cửa địa ngục đóng rồi, hiện tại chúng ta sẽ về nhà mà chúng ta đang có thực tế, chúng ta đang sống hạnh phúc với con người chúng ta đang có thế giới, không có khổ đau, không có tội lỗi, là chết khi đi về đâu. Là Đức Phật mới dùng một cái cây để ngã ra là đại thừa, nhưng mình giải thích hơi gõ chân thật hơn chút nữa. Yeah. Để con người đến từ đâu về về đâu thì giải thích luôn. Bởi vì con người tới con gà có trước, trứng gà có trước, khoa học có chứng minh là hoàn toàn sai. Nếu sẵn hôm nay mình nói trên thế giới này khoa học nào chứng minh con gà có trước, có trứng gà có trước, xin dẫn ở đây để mình thỉnh giáo và mình hỏi rằng xin lỗi trình độ này thế giới này ai dạy bạn? Để mình giải thích luôn. Hỏi ngược các bạn trên thế giới, bạn và cha bạn ai có trước? Mà làm bộ chứ mà đâu có khùng mà hỏi cái điều đó. Đâu có khùng mà hỏi cái điều đó, ai có chứ? Bộ mình chết sao thấy con người, đẻ con người đâu có ngu đâu mà đó. Còn nói về sinh quan dằn vặt của vũ trụ là khi chúng ta hiểu hiểu về sinh quan động vật của loài gà từng nuôi á, tới tháng tự đẻ à, nó vẫn đẻ nhưng không có trống, không nở được. Con gà đẻ không có trống được, con gà muốn đẻ phải có tinh trùng của gà trống, với cơ duyên âm dương kết thù. Con người cũng vậy, đẻ một trứng gà này rồi những nhà mà mua trứng gà ấp chuyên nghiệp phải lựa, phải soi đèn biết có trống trứng không, lựa ấp nhiệt chịch là nó bị sát chết. Cái kỹ thuật của con người, rồi trứng gà mới có được cái hơi ấm của gà mái, dạng vật đất trời của tuần hoàn có sự bắt đầu và tự nhiên, không thể lộn ngộn được. Bởi vì nó là khoa học đã chứng minh con đầu trước, là xin lỗi thế giới khoa học nào dạy, ai nói dạy các bạn xin dẫn ở đây. Hôm nay sẵn nói cả thế giới này, ở đó là khoa học đã chứng minh, ai giải thích được thế giới nào dạy bạn, khoa học nào chứng minh, mình sẵn định nói trên thế giới này luôn. Khoa học nào chứng minh điều đó là hoàn toàn bịa đặt không hiểu, đó là một tư duy đốn phá về chân lý của con người, của Đức Phật. Nhưng mà người lại rất là thông minh, đó là dục tuyệt chiêu cuối cùng để đốn phá được. Còn nếu như ta có những chân pháp chân dính đây, không ai đốn ngã được ta, thì hãy cảm ơn những người đem ra câu hỏi đó rất là thông minh, rất là hóc búa. Bởi người khác là thiện tri thức chúng ta, bởi Đức Phật chiến đấu với Ma Dương thì Ma Dương cũng chính là một giám khảo của chúng ta. Người ta đem cái câu đối đó thì cũng là một khảo sát chúng ta thử coi. Bởi vì thiện ác đều là thiện tri thức chúng ta hết, họ cũng là thiện tri thức chúng ta, họ rất giỏi hỏi ra câu đó mà đôi khi chúng ta không thật. Và thử nó rất đơn giản, chúng ta có điểm từ đấy thoát được. Đó là sự thật. Đây là cái phải không? Quân Tèo thôi, Quân Tèo. Đó là cục đá mình lượm ở đây Phước Lộc Thọ thôi, thành Phước Lộc Thọ. Tại sao Quân Tèo thờ ông thần bạn có điện lễ giống như nhà gì vậy? Tại vì người ta cho đi giống như là đàn ông trai mà hoàn cảnh bê bối, nói chung là cái gì nó qua bởi có phụ nữ mới dẹp. Bởi đàn ông mình giỏi cái gì, không có phụ nữ thì nhà nó gì, nói chung thừa nhận cái này hư sai lắm. Còn đàn ông mà kêu được khi làm rửa chén rồi ra xuống mình làm không được, thà là làm gì khác. Còn bên đây Quân Tèo uống rượu hả? Cái này là cái chai thường, chai rượu để buôn bán đồ cỏ mấy dao đu đổi ta cho nè, cái mình chưng hoặc là mình bán vậy. Chứ rượu không uống, uống một cốc xay. Cái hồ lô. Cái hồ lô. Một hồ lô, hai hồ lô, ba hồ lô. Ừ. Ở trên đó thì cái tượng mẹ Quan Âm sao màu đỏ Quân Tèo? Cái màu đỏ là mình sơn đạt bằng thạch cao á, mình sơn vô phong thủy mình mang quả thì giống như cái đỏ của mình.
là mình sơn lên để bảo quản nước sơn, bảo quản thật cao để nó bị nước nó dở nó hư. Mình sơn một lớp sơn luôn, bảo quản lâu. Sao mà mình mặn quả mà mình lại dùng thêm cái màu đỏ nữa? Đó là nếu nói về ngũ hành tương khắc tương sanh thì màu đỏ là màu chính mặn của mình, còn tương sanh phải dùng màu xanh mặn mộc, mộc nó sinh quả. Thì đắc về của Đức Phật Khai Tâm Định là một chi thức, giống như lửa mà muốn cháy phải củi đốt vô, đốt nhiều thì lửa mới có được, nó mộc sinh quả. Còn quả là tượng trưng cho bổn mạng, hợp của chính mình. Dạ. Đó là chính mạng. Dạ, đằng sau thấy có cái hình này là hình của ai không Tèo? Hình này của mẹ, lúc còn trẻ, tại lúc chết đâu có chụp hình kịp đâu. Dạ. Rồi cái hình còn trẻ đó chụp đưa lên. Như em thấy là đây là hài cốt của bác cũng còn. Dạ, còn ở đây. Ở trên còn. Đó, ảnh trên đó là của ai đâu Tèo? Ảnh trên đó là cái hình của ngày xưa, bóng đèn ngày xưa đó. Rồi cũng có cho tặng, cái này cũng ngày xưa rồi. Bóng đèn ngủ á, đèn ngủ là trời. Mà cái đó cũng xưa rồi, nhớ hồi đó mình mà biết cái này là lúc mình còn nhỏ xíu à. Là lúc đó người có tiền để mua được cái đồng hồ á, chân đồ đạc quá thứ luôn. À vậy làm điều đi cho nó thì xin cho nó luôn. Dạ nhà cho xin. Nó hôi quá quên tiền. Cũng đời khi cũng hôi cái gì đó, nó mình nghèo nghiệp rồi thì cái gì nó không sáng sạch hết trơn. Một khi mình đủ phước rồi thì không sáng sạch hết. Mình cũng cái nghiệp của mình chút. Chắc không có bạn bè đó quên tiền. Bạn bè thì cũng có, nhưng mà người thân để hiểu chia sẻ thì nó không, vì tuổi mùi mà. Ít có bạn bè thân để và cũng ít ai hiểu được mình lắm, trừ khi mình chia sẻ. Mình sống hơn nửa đời người, thật chẳng ai hiểu gần như mình hết. Và trừ khi mình bộc lộ chia sẻ thì người ta mới hiểu về mình. Kể cả bà con dòng họ chứ cũng chưa biết mình được. Chưa hiểu gần như mình được. Vì tuổi mùi kín đáo. Như vậy là huynh nói huynh tuổi mùi, bây giờ là huynh có thể là xem được từng cái tuổi đó huynh đẹp. Ví dụ tuổi dần. Thì tóm tắt hiểu rồi, tất nghĩa là chúng ta mới xem tuổi, xem bối, xem phép có thuận hợp hay không. Thì tất cả bởi cái này nó nguy hiểm, bởi vì trên đồn nghe kể nó có bà này bà coi về có bà giết cháu hay kia là không nên. Dù là cái nhất mệnh nhì dặn tâm không thủy, nhưng tất cả nghiệp phước đều Đức Phật nói là hết phải xin rồi, tụ thành không thoát được. Thì vợ chồng có nghịch khác cũng là duyên nợ, duyên nghiệp, có hạnh phúc hay không là duyên nghiệp. Thì lúc đầu thì chúng ta nói về mạng mộc phải làm ăn phải lựa người hợp tính thôi, khỏi coi tuổi là mình cảm giác được này nó không hợp nhau. Thì ghét thì cháu cũng tròn, ghét thì giờ cháu bò cũng méo đó, thường cháu cũng tròn, mà nghịch rồi thì không có hòa khí sinh tài được, đó là sự thật. Và hai bốn mạng nó không hợp thì phải chia tay đi, đó là thực tế về tâm linh. Hai dặn gặt nó không hợp, còn tất cả là dặn gặt hai anh em đều là duyên hết. Chúng ta phải theo nhà Phật, phải chấp nghiệm, giống như nó nói thầy cảm ơn ai đang nó tay nghịch cảnh là để giác ngộ hết luôn rồi, ta hiểu hết. Còn chúng ta còn tin vào số phận đưa cho người khác thì chẳng khác nào chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta đưa số phận cho thầy bói kia định, không lẽ định mệnh giao cho nó muốn điều khiển mình sao? Mình không đủ tư duy để phấn đấu, mình không có đủ trí tuệ từ bi của Đức Phật dạy chúng ta được, chúng ta gọi là quá ngu đi. Là điều mà tâm linh là có thật thì chúng ta mà học cho tới cho gõ cho tận đường, còn mà thứ mà dài thiếu sót thì chưa được. Bởi vì cái gì có thì mới tin, mới mê, có cái thế gì cũng mê, chạy điện thoại có tiền cũng mê nữa, tính là tín ngưỡng, rồi có thật là mê tín. Mê tín là điều chúng ta phải phủ nhận có thật, sự đam mê. Còn nhưng mà trái ngược nhà Phật là tỉnh ngộ, Phật là giác ngộ, và là giải thoát hết. Em Huynh hỏi nè, thì Huynh Tèo mang cái hình tướng này nè, đeo rất là nhiều đồ, tổ trang như vậy, đi xin việc làm có dễ không Huynh Tèo? Thì đôi khi mình phải phù hợp thích nghi, đi xin mình không được tháo ra. Mặc quần cột cái áo làm hồ giống vô đi xin ta, nhiều khi mình thế nào nó dư người ta sợ nó nghĩ ngơi bậy bạ đánh giá mình, đôi khi phải lột ra. Rồi xưa thì ít đi thì có thể đeo, còn bây giờ nhiều quá phải lột ra. Quân Tèo mà lột những cái lưng chuỗi này ra nè, rồi Quân Tèo thấy từng người mình nó thấy khó chịu không Quân Tèo? Thì nếu mình lột ra thì nó cần khỏe phắn, mà ví dụ không đeo không như này thì giống như có một sự ghiền thì đam mê thì tất cả đều tốt hết. Nhưng mà bị lột ra thì gắt khỏe, giống như trong cái loại gia công á, ta đeo cái sắt nặng lên cái mai rùa đó không luyện, lúc mà thả rồi ta đi nó nhẹ te, tất cả đều tốt hết. Còn khi mà nhúng tập tạ mới đầu mà đẩy cái 10 kg chưa đủ đô, từ từ mới lên 20 kg 50 kg, đó là dẫn khỏe, nội lực dẫn tốt. Mà khi mà ta buông ra thì ta dẫn khỏe mạnh, dẫn thông thái đều tốt hết. Nếu mà sử dụng cái lực trường cái âm dương, giống như cuộc sống chúng ta biết tạo quá, biết sinh tốt cho mình thì đều là tốt. Còn mọi thứ chúng ta cảm thấy không tốt, đưa đồ tốt mình thấy bực bội không thích, giờ cái đồ nó thích cho mình không thích là nó không hạnh phúc. Nói chung là giống như mình phải biết thích nghi, biết trân trọng. Biết thích nghi, biết trân trọng, biết sống, là biết yêu đời. Chúng ta sanh ra một đời người ngắn ngủi, chúng ta phải biết trân trọng sự sống. Chúng ta phải hiểu về sinh quan và ngặt vũ trụ học này. Chúng ta sanh ra phải có thầy cô, cha mẹ, sự giáo dục. Đó là cảm ơn họ đã cho ta một tri thức. Mà học mà không tâm thì chỉ là ngoại đạo của tâm hồn. Chúng ta không làm được gì hết. Phải làm cho thật. Chứ làm gì giả dối đừng làm, uổng phí công phu.
Thì cuộc sống chúng ta sanh ra dằn vặt trời ban không phải là giả tạo được. Chúng ta phải chịu chi phối cái nghiệp lực của nhân quả. Chúng ta sống đàng hoàng cho chân thật. Vì nhân quả không tha thứ cho bất cứ ai, chúng ta không thoát được. Dạ. Như vậy là những cái người mà bị người khác mà nghĩa là nó nặng nhiều quá, ngày này quá nọ là chúng ta chịu không được, tại chúng ta một chứng bệnh. Tại chúng ta không có sự giáo dục của nhà Phật. Chúng ta không có đủ từ bi, không có đủ trí huệ, không có cảm thông đặt mình vào trường hợp của người khác. Thì bởi câu cũng hay, từ bi là vũ khí tốt nhất cho chính bạn. Nếu chúng ta không có lòng này, chúng ta đau khổ. Đó là chuyện này. Để ta làm được, chuyện nhỏ không ai làm được. Bởi bổn đạo thì đông, thiền mo chả chẳng đặng, thì triết lý thì nhiều, thực hiện chẳng bấy nhiêu. Thì mà thừa nhận thì cuộc sống chúng ta đây chỉ là một lớp vỏ giả tạo về sinh tồn. Tất cả bên trong ai cũng đều xấu xa và tồi tục hết. Chúng ta đang tạo dựng cho cuộc sống. Nhưng đây không phải là sự xấu xa. Đôi khi cuộc sống chúng ta phải mượn một lớp vỏ này. Chúng ta đi đám cưới phải lịch sự, chúng ta để tùm lum la coi sao được. Ví dụ như cái người ghê khùng là thiện trí thức chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết gì được bắt chước họ. Phải biết tôn trọng mình và người khác. Cũng phải biết che đậy đi. Là chúng ta còn biết đạt tới một sự hạnh phúc đẹp. Biết tôn trọng mình và người khác. Chứ không phải lầy quá. Những cái thiên cơ của nhà Phật để lại Quỳnh Đào. Mình lặp lại lặp lại vì có tội không Quỳnh Đào? Cũng như cái gì xưa với ăn cơm đừng nói xưa. Thì giao đạo với cái gì. Mình càng thuộc càng nhiều càng nắm chắc một chiêu thôi cũng là đủ rồi. Còn học hết 8 dạng pháp môn mà không hành thì cũng vô dụng. Thì trong các dạng pháp môn của nhà Phật thì để tri thức. Giống như chúng ta đi học là những có kiến thức trong đầu là chi. Để tôi biết hành sự, chúng ta làm cái gì đó. Kiến thức là một sự hành sự. Hiểu biết, giác ngộ, phát minh, sáng tạo. Chứ không phải là một tạo hình, một tạo vẽ kia. Đà, bởi vì đời là gốc của bổn đạo. Tất cả mọi thứ đều ghi vào sách sử chúng ta. Chúng ta là thế hệ để thừa hưởng. Rồi đời vũ trụ đang đổi thay. Người khác đang trước mặt chúng ta là thiện tri thức. Chúng ta lạm dụng tri thức này mà chúng ta cho rằng chúng ta trên thiên hạ khinh thường người khác là trình độ chúng ta chỉ mới mức độ thôi. Chúng ta khăng khăng chối buộc tư tưởng mình và nắm chặt những gì trong tay chúng ta không buông xuống được. Thì trình độ chúng ta đạt tới mức độ đó, chúng ta không thể chọn lựa thứ khác. Đó là đây là kinh Phật nói. Đạo pháp thì ít có lạm dụng vào thuộc lòng vào lào, nhưng đôi khi phải mượn kinh Phật. Đó là trong Phật nó nói câu đó hay, nhưng mà quan trọng mình phải giác ngộ sự thật. Bởi vì người tâm đạo sự đâu, nói phải hiểu liền. Thì giống dụ như bộ phim ta chiếu cho mình đó, này có thật trong nhân gian. Vô coi phim nó trời dốc ngoài đời phim gì ta không hiểu. Tại hồi xưa đó là võ thuật đánh chậm đó như nè, kỹ thuật máy móc chưa ra được. Và hôm nay ta đưa lên di tính đánh cũng đúng thôi, tốc độ hoặc là thật. Ta muốn miêu tả cho mình không giác ngộ tới. Bây giờ cái máy móc nó ghép nó đúng rồi. Giống như võ công như cái vị thằng Khánh Nguyễn Trực mà đâu chụp được. Pháp tay chưa bắt ông được, bắt mẹ uy hiếp. Mình thấy ông đụng cái là chết rồi. Thì giống như trong bộ phim kiếm hiệp mình diễn luôn người tâm đạo với thử ở đâu. Hai sát thủ này rút kiếm, vừa xẹt qua cái đứng như là cái gục máu, học máu. Không phải đâm chém như lẹ quá, cái nó dốc. Thì giống như trong hai con gà, đá gà nó thả rồi chưa, 1, 2, 3 xẹt chết trong tiền. Không thấy đâm, đường kiếm quá lẹ, đâm vào ông địa dệt eo. Đâm vô nguyệt đạo, kiếm pháp lẹ quá. Đôi khi có những con gà vừa xẹt cái thả hai con đứng kênh như nè. Giống như con người bộ phim ơi, nó gục học máu chết, cái con này xỉu. Thì giống như bộ phim thật. Thì các loại võ học chúng ta học được cầm thú hết. Miêu quyền, xà quyền, hổ quyền. Bởi các bạn mà bắt đầu để con mèo đó cắn lộn với con mèo nó gồng lên á, nó gồng ngư cung lên nè. Hoặc những loài thú dưới biển đó, nó tỏ cái màu sắc để cho đối phương biết rằng là sự đe dọa đó. Và bởi con gồng thú, bởi chúng ta võ công phải gồng la, đi lông quấn quá, nội lực lên. Thiệt, chúng ta hiểu rằng đường kiếm võ học đó. Còn chúng ta không đủ được trí huệ thì giống như học Phật chúng ta không ngộ được. Chúng ta sẽ đem lòng kiêu mạn và đa nghi, chúng ta không hiểu được. Tại vì người ta đã nói cho mình cái đó là một cái gì mà tại sao mình dám cái bướng lại người ta, nghịch lý lại. Thì giống như trong trường hợp có câu chuyện kia, nó đầm hộ đào cắm xe ben leo đâm tử đây chỗ đây sống. Thì bộ phim nó như quặn một nó cứu cảnh là thấy chết mà không chết. Thì giống như trong chiến tranh đó, rồi khi đạn bắn xéo con nón bay nón dính cái áo nè, rồi khi sát thủ mà đây bắn nó đường nào chạy thoát. Nhưng đôi khi ghĩa chạy lung tung không sao chứ. Từ đêm là Quỳnh Đào có tọa thiền hay là Quỳnh Đào có thiền thì cũng có tọa. Thiền là trị bệnh đó, đã thông kinh mạch của mình đó, đó là trị bệnh được. Quỳnh Đào tọa thiền, Quỳnh Đào một kiếp già mình sao Quỳnh Đào? Thì tọa thiền ví dụ nó cái gì cái này luôn, mình ví dụ về tọa thiền luôn. Bởi vì trong hồi nhỏ có người kia bà kêu bằng chăn mềm mới sớm, cái tay nó bẻ déo vô nè, con tay bẻ vô đụng mình bẻ đau không chết màu. Thì trời đất sanh con người ra có một sự bẩm sinh. Đức Phật thì ngồi kiết già, thì cái lời bẩm sinh của Đức Phật. Rồi chúng ta bắt chước theo đau dò lắm. Thì trong các là Phật phải gắn chéo đau gắn kéo giữ, bắt chước cho Đức Phật. Nhưng mà gì cũng tốt đi, luyện lâu ngày thì cũng được. Nhưng mà đó là về một sự ép sát. Tọa thiền là bất cứ tư thế nào chúng ta thả lỏng ra.
chéo già hay ngồi bất cứ hình nào, thả lỏng cơ thể để tâm chúng ta thanh tịnh như dòng sông đang cuộn chảy ồ ạt, sống chúng ta tịnh như dòng nước vậy đó, tâm chúng ta mới khai mở được. Bất cứ hình thức nào cũng vậy, thả lỏng tất cả toàn thân, tha thứ cho chính mình, người khác, mọi hoạt niệm không xâm tập chúng ta được. Nhưng trong cái đạo Phật thì bắt chước Đức Phật thôi, nhưng mà Đức Phật có những cái bẩm sinh lạ hơn chúng ta, dò kéo chúng ta bắt chước đâu. Đôi khi mình có nghe có gì cũng được. Do đó là Đức Phật đầu tiên cũng tu sai chứ không phải đúng. Đức Phật quá tài và thông minh, thầy gốc Bồ Đề nhưng không ngộ đạo được. Bởi vì mới nghe người ta, người dân mình đó, bởi đời là gốc của bổn đạo, đàn căn của đức dùng của ông thanh, Đức Phật giác ngộ liền chỉ câu nói thôi. Hồi đó Đức Phật mà gặp những thiện tri thức chúng ta không gặp được, gặp những người của đại tri thức nói thôi không gặp, chỉ là vô tình cái người tầm thường nói đàn căn của dùng thanh, Đức Phật là đắc đạo. Bởi vì chúng ta phải luôn nhớ tôn trọng thế gian là thiện tri thức của chúng ta, rồi là cộng nghiệp của chúng ta. Bởi chúng ta dù đắc đạo thần thông, có ăn học tài, đừng kiêu ngạo khi dễ người khác. Sen hôm nay có đẹp đẽ, có đắc đạo, phải đừng quên rằng sen không bao giờ rời khỏi bùn được. Sen lớn lên là do bùn nuôi dưỡng, đó là đạo lý. Giống như là mình tu là mình phải là coi cái phù hợp nhất, nó thoải mái nhất, chứ không phải tu theo cái cách mà ép sát là sai. Chúng ta cũng có lòng mà sai, Đức Phật đã từng sai, điều như Đức Phật không cố chấp, tỉnh ngộ lại. Đức Phật mà nhịn đói ốm nhom không chứ đức đàn căn đức, nếu là chúng ta chết rồi đâu có hiểu biết đắc đạo, đạo đâu truyền được thế gian được. Có thật việc đạo phải khỏe phắn thông minh, chúng ta sống chân thật thì mới được. Quỳnh Tèo đang nói tới cái giai đoạn Đức Phật đang tu khổ hạnh, đang tu khổ hạnh là Đức Phật có lúc đầu hơi bị sai đó. Còn thông minh mà đa tài vẫn sai, phải nhờ một cái người đó nói được Đức Phật thông minh chợt bắt liền. Còn chúng ta gặp cái thiện tri thức chúng ta nói mà dạy đời tao hả, chúng ta đâu sao khôn được. Chúng ta không biết gì xin bao nhiêu chịu, chúng ta là cố chấp, chúng ta không hiểu phải cảm ơn họ. Vì là giáo lý của nhà Phật để lại, mình học để hành thôi chứ không nên lặp lại hay không? Mình biết để hành sự. Do giờ là đạo giống vô ngôn, kinh không có chữ. Tại cái chỗ này mới hay, bởi kinh Tâm Tạng mà đi thỉnh chúng ta coi thắc mắc nữa, sao mà cõi trời còn ham la máu lộ đưa cái bát gì, ta thử mình. Chứ trong cuộc đời của giống như Đức Phật là Tâm Tạng đi, cái bát là quý nhất thôi. Rồi tại thiên bắt giới còn cự nữ sẽ giống chúng ta còn bức xúc cái trời gì đi. Tâm Tạng không đưa nhưng hơi chậm, trừ hơi chậm mới chịu đưa đi. Đưa đi là cái lòng từ bi, lấy chân kinh đi cứu, đem đi xong rồi kinh không có chữ, bây giờ thắc mắc đòi hỏi lại. Nó là đưa kinh giả, thật sự đưa kinh giả cho ngươi rồi. Đạo pháp giống vô ngôn, kinh không chữ. Mà thế nào là vô ngôn? Giống như trong các gia đình xã hội gì, xếp trên xếp dưới không cần phải nói, dòm vậy nè. Thấy thằng sắc cái hiểu rồi, cái yếu. Con cháu mình la hoài nó không sợ, đôi khi dòm nó biết rồi. Đạo giống vô ngôn, kinh không có chữ. Mà chúng ta đôi khi có chữ ngôn là đánh mày, dạy mày là có tội rồi, có hay có tội rồi. Thì chúng ta có sự, bởi vì cái thật kho đưa kinh có chữ với nó đi, thì chúng ta giờ là chinh có chữ. Đôi khi phải quýnh mày, bởi vì nhà nước phải có trại giam tù ngục, phải nhốt mày mới được, cải tạo mày mới được, chứ mày không có tự ngộ được. Quýnh mày cải tạo thay đổi chưa nổi nữa là mới có kinh chữ. Chúng ta giác ngộ đạo giống vô ngôn, chứ tên từ bị nào có nói nữa. Thì thế gian dằn vặt con người chúng ta, giống như xã hội vừa nói khác không đúng. Thể xác chúng ta lớn lên đôi khi 50 mấy 60 tuổi, nam nữ phải trải qua thời kỳ sung mãn hay là hồi xuân. Đôi khi có con cháu rồi cũng muốn tiếm thèm cái chữ tình dục đó nhưng không dám nói, đè nén trong lòng. Thì chúng ta đây là một do giáo, đó là chúng ta không phải từ bi của Đức Phật. Đức Phật là vô ngôn không có hiểu, là thú mình không có hiểu, Đức Phật mới hiểu là không nói gì trên, là có đồng đại bi nằm về trường hợp của mình và người khác để cảm thông ra, đó mới đại bi thật. Còn chúng ta cho phát bình một đạo giáo cao siêu bắt tội người khác là không hiểu, chúng ta không đủ từ bi. Phải hiểu cái từ bi là hành, kiến thức tới học để hiểu thôi, chứ không nên dạm dụng triết lý đó. Mà nói đi nói lại thì không có gì là tội hết. Giống như đạo Phật mà nói cái gì xưa ăn cơm đừng nói xưa, đạo Phật cũng vậy. Cho chắc lần một thôi, chắc hành cao thấp không, là cái đó là Đức Phật là từ bi dằn vặt chúng sanh không phân biệt cao thấp. Nhưng đất trời xem cái dằn vặt vốn không đồng đều về màu sắc và đồng thể, cho nên chúng ta đi học phải tiểu học rồi mới trung học mới đại học được. Chúng ta phải thầy cô dạy ABC cái gì đó chúng ta mới gáp được. Còn một cái một thì không thể. Còn nếu đạo Phật thì Đức Phật không có phân chia tiểu hay đại, bình đẳng dằn vặt các chúng sanh hết, không phân chia. Nhưng mà giữa trí tuệ chúng không đồng đều. Chúng ta người học Phật hay học tử thế giới này cũng phải trình độ căn bản tiểu học, trung học mới đại học. Còn nếu mà sanh ra thì chỉ có thằng tiên cốt tái thế đi, khỏi ai dạy. Đó là chỉ Đức Phật tái thế thôi. Dạ, mình tu như thế nào mới gọi là tu Quýnh Tèo? Thì trở về với cuộc sống bình thường. Thì giống như đã nói là thế giới chúng ta có thừa nhận không bình thường không? Không bình thường. Trời đất sẽ ra dạng dạc, chúng ta không thích đau khổ, không thích chết chóc đau khổ này. Thì thế giới chúng ta không bình thường. Bởi tu là trở về sự bình đại, vì chúng ta đều thích sống,
tính hạnh phúc. Bởi vì chúng ta thế giới này phải nhận không bình thường, cho nên chúng ta như thước đạo lý tầm thường chúng ta không nghĩ được. Tại chúng ta sanh ra cõi thời gian vũ trụ là khúc cuộn xoáy, con người bị nhân quả chi phối. Chúng ta vì cái bao tử này đã xấu rồi, chúng ta không bình tĩnh được. Cho nên vì cái bao tử này mà con người có thể chiến tranh, người giết người, người giết thú, thú giết người, thì cuộc sống này không bình thường. Chúng ta hỏi đạo lý là gì? Là đến lúc chúng ta đi quá xa tâm tối thôi, chúng ta lên trời lên núi tìm Phật. Không cần phải như thế, tu và trở về sự bình thường. Chai mặn không cần biết, đừng làm ác, đừng hại người, đừng sát sanh. Sát sanh là đứng đầu của tội ác và nguy hiểm mà chúng ta phải chịu khổ đau, là nguy hiểm tàn độc nhất. Nếu làm mọi thứ gì chúng ta đừng sát sanh là chúng ta còn có lòng từ bi. Đó là chân chính về bình thường. Chúng ta ăn sống mặc bình thường, đấu tranh thường, nhưng đừng làm ác là nhiêu có đủ rồi. Đừng xấu hại người. Như Quỳnh Tèo nói là mọi thứ là do cái bao tử nó tạo ra. À. Ví dụ như thế nào là tạo ra, ví dụ như mình đói là mình tự mình sai khiến mình làm cái chuyện. Cái thần thức mình với thể xác này, tức như mình mượn tạm được cái bản năng tự động của nó. Chúng ta đã mượn thẳng hồn và xác nhập tới đây. Chúng ta cũng không bao giờ thoát được sự thật này. Cái bao tử là sinh quan, giống như giờ cái điện thoại hết pin phải sạc, nó là bắt buộc mới thấy được. Cái bao tử con người nó bắt buộc như thế. Nhưng mà cái thần hốt của ta bị nó chi phối thì ta dở hơn, nó lôi kéo chúng ta. Dục vọng nó làm chúng ta. Nhưng cho Đức Phật mới tọa thiền tỉnh lại. Thì giống như giữa xác và hồn này giống như hai con người. Chúng ta không làm ác nó dục chúng ta, ai nói vậy đó. Mà nhịn này nhục hay mày cự đục cái mình tức lên. Thể xác này ham danh vọng, ham ăn uống. Thì chúng ta muốn ăn ngon hoặc béo thì gì? Bao tử nó phải xấu tánh. Ví dụ như chúng ta không có học Phật thì vô quán trước bưng trước kia cũng đâu quạo nữa. Thế xã hội nó. Đồ đến trước bạn bưng kia cả. Xấu tánh. Nó xấu, nó khiêu chúng ta. Nếu chúng ta bình tĩnh rồi, có đại bi rồi thì trước sau cũng được có ăn là được. Như vậy là do cái bao tử nó điều khiển. Dạ, do thể xác chúng ta, mà chúng ta phải khống chế nó. Bởi Đức Phật tọa thiền là tỉnh làm chủ của chính mình. Nó đang dục vọng, sư khí chúng ta. Thì những thứ chúng ta đang làm hành động, chúng ta tưởng không biết. Thế giới vô hình là cái bao xác này nó đang chi phối khiến chúng ta đó. Giống như TV, cái hai đầu bọt bấm mới chạy, bấm mới chạy. Đã là bị sự điều khiển của người khác, sự liên kết. Chúng ta tu là để làm chủ của chính mình. Mà muốn đạt được điều này thì giống như phải có như Đức Phật mới được. Phải có lòng từ bi. Rồi giờ gọi em cảm ơn Quỳnh Tèo nha. Chào anh Quỳnh Tèo nha. Hẹn gặp anh vào những clip tiếp theo nha.